lên sắp hết rồi, bây giờ là còn 2 lượt nữa đúng không? Được, có 3 6 này. Có vẻ hơi hơi 20 à? 20 làm bao nhiêu thôi? Chưa. Ừ. Đây bắt đầu là lần số 30, 6, 36. 36, con 17. Vâng.18번. 수미 씨, 어제 이메일 보냈는데. Rồi, nào. Hương nào, Hương có 17 nào. Người con trai làm sao đây? Một con trai bị cảm, Bị cảm cúm tiếp, người con gái bây giờ. người con gái bây giờ bây giờ lạnh nhiều ạ. Bây giờ đang rất là lạnh này tiếp. Người con Người gái. con gái mặc 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 quần áo, cái này là gì thầy? Người con gái thì là gì, mặc mỏng giày kê Mặc quần áo mỏng à? quần áo mỏng và ban ban đêm. Và ban đêm ạ. Tiếp, người con trai Thích à, thích thật thích thời tiết mát mát mẻ. mẻ à, rồi thời tiết thì mát mẻ cho nên rất là thích đúng không? Nghe nhá. 다음을 듣고 보기와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. 보기. 요즘 한국어를 공부해요? 네. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. 다시 들으십시오. 요즘 한국어를 공부해요? 네. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. 정답은 4번입니다. 17번. 가을이 되니까 많이 시원해졌네요. 네. 근데 아침 저녁에는 좀 추워요. 저는 밤에 옷을 얇게 입어서 감기에 걸렸어요. 그래서 저는 밖에 나올 때긴팔 옷을 한벌 가지고 와요. 다시 들으십시오. 가을이 되니까 많이 시원해졌네요. 네. 근데 아침 저녁에는 좀 추워요. 저는 밤에 옷을 얇게 입어서 감기에 걸렸어요. 그래서 저는 밖에 나올 때긴팔 옷을 한벌 가지고 와요. Đã chọn được mấy? 1, 2, 3, 4. 1. 1. Người ta bị cảm cúm. Lại nhau. Ê. 근데 아침 저녁에 네. 많이 시원해졌네요. 17번. 네, 네. 가을이 되니까 가을이니까 tức là vì đó là mùa thu, gái là mùa thu. một Vì một thôi. mùa thu cho nên많이 시원해졌네요. à bà ni mát rất mát này không? Lên mát mẻ thật. Vâng. 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 Nên A침 저녁에는 nhưng mà à chim thỏ nhỏ kia nên tức nhưng mà vì buổi sáng Buổi sáng buổi tối đúng không, buổi sáng buổi buổi tối sáng chua à tối chua rồi thì buổi sáng buổi tối một chút lạnh. nó lạnh đúng không? 저는 밤에 옷을 얇게 입어서 À tôi thì tháng mê vì ổ xuân nhà kỳ có do tám tôi tám à, buổi tối buổi tối mặc quần áo mỏng, cho nên cảm kia걸렸어요. hàm chia còn là Bị sẽ cảm à? tôi đã bị Bị cảm. cảm. K래서 저는 밖에 나올 때긴팔 옷을 한벌 가지고 와요. À cho nên khi ra ngoài tôi mới bị kìm kìm vai ột tức là quần áo Nắng dài dày à? à, dài tay Dày. kìm
hai kiền ốp tan, kiền tan là áo dài tay. ăn ổn quần áo dài tay vâng. 다시 들으십시오. 가을이 되니까 많이 시원해졌네요. 네, 근데 아침 저녁에는 좀 추워요. 저는 밤에 옷을 얇게 입어서 감기에 걸렸어요. 그래서 저는 밖에 나올 때 긴팔 옷을 한벌 가지고 와요. Đó, thế mình chọn được câu 1 đúng không? Một. Tiếp Nga, câu 18. Người con gái làm sao đây? Dạo này Hương làm là người con gái dạo gần đây Shigani mãn sinh nhỉ, rất là dạo gần đây À, nhiều nhiều thời gian ạ. à, nhiều thời gian. Tiếp người con À, gái hôm một con qua gái hôm qua đã đọc email ạ. mà hôm qua đã đọc email. Tiếp người con gái thì từ dưới truy tôi xin nghỉ tạm. Chúa tả là Jesus Chúa bị là từ bị hủy người con gái đã hủy cuộc hẹn vào thứ cuộc hẹn vào nguyên thứ sáu và thứ sáu vừa tiếp giờ ta người con gái thì từ dưới đã á, tìm tay xuống học sinh gì ta không thể nhờ, không thể đến ạ, không không thể đi dạng đi đến tham gia thì từ thể nào mình có thể đi tham gia không thể tham gia cái mối vào cuộc họp của lần phù hợp. này nghe nhá. Mùa im này cũng là cuộc họp hả thầy? Mỗi em cuộc họp cuộc gặp mặt đấy đúng không? Sếp Cuộc gặp mặt. Suminh 씨, 어제 이메일 보냈는데 받았어요? 아, 그래요? 바빠서 아직 못 봤어요. 무슨 일 있어요? 이번 주 모임 날짜가 금요일로 바뀌었는데 시간 괜찮아요? 저는 금요일에 약속이 있는데 어떡하죠? 다음에는 꼭 갈게요. 다시 들으십시오. 수미 씨, 어제 이메일 보냈는데 받았어요? 아, 그래요? 바빠서 아직 못 봤어요. 무슨 일 있어요? 이번 주 모임 날짜가 금요일로 바뀌었는데 시간 괜찮아요? 저는 금요일에 약속이 있는데 어떡하죠? 다음에는 꼭 갈게요. Ừ, chào mày. Nhân 4. 4 3 nhé. 4 ngón gám đi đổi 4. 3 đã hủy cuộc hẹn thứ 6 nhớ lại nhé. 수미 씨, 어제 이메일 보냈는데 À, Sumin chị, hôm qua Hôm tôi đã gửi tôi đã gửi tin nhắn cho, à, tôi tôi gửi đã gửi email. email rồi đấy. Email. Đặt à, đặt sở, nhận được. Bạn đã đọc chưa? Bạn đã Nhận được chưa? nhận được chưa? À, 그래요? Ốc Vậy điều, à? Baffa aajig mot bassoyo. à bà có aji mục À, vì vì bận, vì bận. à Ốm. bị bạn nên chưa à chưa Bận nên chưa đọc. À. Muslim isoyo? mình Có việc gì? đó Có chuyện gì vậy? cái gì đấy Việc gì vậy? iban chu Đi moim nalja ga à vì iban chu bon moim nalja ga tức là vì cứ cái ngày của tuần cái này. mặt thử trong trong tuần này Lần này.금요일로 바뀌었는데 à금요일로 바뀌었는데 thì nó đã đổi sang thứ 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 sáu rồi à. 6. 시간 괜찮아요? Shigan,괜찮아요? À, bạn Ừ. có Có thời bạn gian không? thôi. Chờ는 금요일에 약속이 있는데 Thứ sáu tôi có thứ gì? sáu tôi có hẹn, Tôi có cuộc à, tôi có cuộc hẹn tối. Oh, Học tóc hả chứ? làm sao đi được? Làm sao đây? Sao? 다음에는 꼭 갈게요. Hôm nay nên cúc khai kiểu lần sau nhất định tôi sẽ Tôi sẽ đi. sẽ đi. à lần sau tôi sẽ đến 다시 들으십시오. 수미 씨, 어제 이메일 보냈는데 받았어요? 아, 그래요? 바빠서 아직 못 봤어요. 무슨 일 있어요? 이번 주 모임 날짜가
금요일로 바뀌었는데 시간 괜찮아요? 저는 금요일에 약속이 있는데 어떡하죠? 다음에는 꼭 갈게요. Chọn được phải chọn được số 4 là Bốn gái. hả? Rồi 19, nghe được chưa? Nào, câu 19, người con gái làm sao đây? Người con gái xin À, trong là gì? viết, sư tả là viết xin trong so, đây là cái gì? Tờ đăng ký. À, con gái đã viết xong tờ Không đăng biết ký. giờ đăng ký. Tiếp, còn số 2, người con gái thì Người đã con đi gái đã làm việc ở làm việc ở trong Suyong bể Chang, bơi ạ. để bơi. Rồi tiếp, người con gái sẽ Con gái sẽ đầu học bơi. họ sẽ học bơi Bơi vào buổi sáng. buổi sáng. Rồi Người con gái định người con gái đi tập định thể dục ở tập tập thể dục thì định tập thể dục ở công ty người ta. Nghe nhá,19번. 안녕하세요. 수영을 좀 배우려고 하는데요. 아, 네. 그러시면 여기 신청서부터 먼저 써주세요. 아침에 회사 가기 전에 운동하고 싶은데 몇 시에 문 열어요? 저희는 매일 아침 6시에 시작하니까 아침 일찍 오셔도 됩니다. 다시 들으십시오. 안녕하세요. 수영을 좀 배우려고 하는데요. 아, 네. 그러시면 여기 신청서부터 먼저 써주세요. 아침에 회사 가기 전에 운동하고 싶은데 몇 시에 문 열어요? 저희는 매일 아침 6시에 시작하니까 아침 일찍 오셔도 됩니다. 너 잠깐 마이 Đã. đang chẳng bơ 19번. 안녕하세요. 수영을 좀 배우려고 하는데요. 아, xin chào, tôi định gì? Tôi định đi học bơi à? Định học bơ. À, 네. vâng. 그러시면 여기 신청서부터 먼저 써주세요. Nếu vậy thì hãy đi. Ý xin trong sau thao cho chị không? Vậy hãy viết cái này trước cho tôi này, về cái tờ đăng ký này trước cho tôi này. A침에 회사 가기 전에 아침은 thì đấy, về say cả cái trở này, tức là trước khi tôi đi làm, tôi về công ty,운동하고 싶은데 unh đông hát tôi xin tôi về, muốn tập thể dục. tiếp tục. Mấy giờ mở cửa? Mình muốn đấy, vậy mấy giờ bạn muốn nhờ đấy á, muốn nhờ đấy á, vậy mấy giờ bạn mở mở cửa? Chúng tôi là À, bọn tôi là bình thường là bây giờ bắt đầu giờ số gì 8 giờ giờ xuất xí ấy, giờ tôi xí à, giờ 6 giờ6시에 시작하니까 6시 6 6시 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 bắt đầu. 6시 bắt đầu A침 일찍 오셔도 됩니다. lên buổi sáng bạn đi in chích ổn auto chuẩn bị đạp sáng bạn đến sớm cũng cũng được. Cũng được. 다시 들으십시오. Coi. Coi. Anh Coi. 수영을 Con좀 phải cháo bên trong đổ배우려고 lại để nó하는데요. bỏ nước.아, 네. 그러시면 여기 신청서부터 먼저 써주세요. 아침에 회사 가기 전에 운동하고 싶은데 몇 시에 문 열어요? 저희는 매일 아침 6시에 시작하니까 아침 일찍 오셔도 됩니다. 저는 또 주당 Bà. có 20 tiếp ai hưởng người con gái À, người con gái sẽ đi xem buổi hòa buổi nhạc hòa buổi nhạc hòa nhạc đi đến buổi tuần hòa nhạc vào tuần sau tuần tới tuần sau. Tiếp, người con trai đã chuẩn bị quà để chuẩn bị quà cho bố con chi của của bố, bố à đã chuẩn bị cho quà quà của bố. Tiếp, đấy. người con
hai muốn Người con trai muốn đi xem đi đến buổi buổi hòa hòa nhạc nhạc cùng với bố mẹ. bố mẹ, rồi người con gái thì định Người con gái đang tabula định định tìm kiếm tìm buổi tìm kiếm buổi công tìm diễn kiếm phần ở buổi công trên diễn trên internet. internet. 20번. 다음 주가 아버지 생신인데 뭐 특별한 선물 없을까요? 전에 저는 부모님이랑 음악회 갔는데 정말 좋아하셨어요. 아, 우리 부모님도 음악 좋아하시니까 같이 음악회에 가야겠어요. 그래요. 요즘 좋은 공연이 많으니까 인터넷으로 한번 알아보세요. 다시 들으십시오. 다음 주가 아버지 생신인데, 뭐 특별한 선물 없을까요? 전에 저는 부모님이랑 음악회 갔는데 정말 좋아하셨어요. 아, 우리 부모님도 음악 좋아하시니까 같이 음악회에 가야겠어요. 그래요. 요즘 좋은 공연이 많으니까 인터넷으로 한번 알아보세요. Bà. Ba là muốn đi đến buổi hòa nhạc cùng với bố mẹ. Rồi nghe lại xem. 20번. 다음 주가 아버지 생신인데 À gì, làm sao Ừ. là gì? Lần Sinh sau là sinh nhật của bố nhật. tôi. À, sinh nhật của bố tôi. Bộ Cho특별한 đàn선물 없을까요? con luôn nộp giấy đó. Tức là không có gì. Món không bài là thích có cho không đàn, thích cho đàn tha tải. Là thức cho đa tải là gì? Thức cho đa mua đang... thức cho đa tải là thức cho đa, nó nối âm chữ R nên nó đọc là thức cho đa, tức là gì? Không có món quà nào đặc biệt à? đặc biệt à? Ừ. Đặc biệt là tức to đi.전에 저는 부모님이랑 음악회 갔는데 À, tức là gì? Đi xem, đi đến buổi hòa nhạc cùng với bố bố mẹ mẹ.정말 좋아하셨어요. À, thông man Đặc cho biệt từ là vựng tốt. là rất là thích. À, 우리 부모님도 음악 좋아하시니까 À, bố mẹ tôi cũng rất bố mẹ là tôi cũng thích thích là âm mình. nhạc.같이 음악회에 가야겠어요. À vậy Và cùng nhau đến. rồi đi đến buổi âm nhạc đấy thực sự rất là thích đấy, đúng không? Khoe khá là thích. 그래요. Vậy à. 요즘 좋은 공연이 많으니까. À, dù chương không nhận Này. khán sinh nhật các dạo này cũng rất là nhiều buổi đi Này công nhân buổi công cũng với tiện. việc công diễn. Internet으로 한번 알아보세요. À, internet zero hand bon Arab video, hãy tìm hiểu trên, hãy Trên tìm hiểu trên mạng internet. đi. À. Hãy thử tìm hiểu trên internet một lần. 다시 들으십시오. Rồi. 다음 주가 아버지 생신인데 뭐 특별한 선물 없을까요? 전에 저는 부모님이랑 음악회 갔는데 정말 좋아하셨어요. 아, 우리 부모님도 음악 좋아하시니까 같이 음악회에 가야겠어요. 그래요. 요즘 좋은 공연이 많으니까 인터넷으로 한번 알아보세요. Còn mấy? Bà. Còn có 3. Rồi, ok. Tiếp 21. Nha, người con trai bây giờ thì Nghe con Nghe Sa Trang Nghe Sa Trang là gì vậy? à, bây giờ đang ở sân sự kiện. À, bây giờ đang ở sân sự kiện. Nếu có sự kiện thì nó có là hay xa xa. Tiếp người, à, chắc là ở cái sân sân sự kiện Người là cái gì đấy, đúng không? Người con trai thì chỉ cần con trai mà là mua đi đồ vật, à, mua đồ mua đồ vật rồi đến thì à, xong xíu rồi đến văn căn văn phòng căn phòng rồi đến văn phòng là được, không? rồi Tiếp người con trai thì đã gì so cho người ta sử dụng đồ vật một cách thuận tiện ở à, đã sử dụng cái đồ vật cần thiết cho người con gái con gái.
Người Người con con trai trai đã đẻ này, lên xếp sang để ghế lên, để lên trên cái bàn, là cái đồ vật mà sẽ sử sẽ dụng trong sử dụng. sự kiện đúng không? Rồi, nhanh lắm. Kết rồi, kết rồi, dạo này bơ hết rồi thầy ơi. 21번. 팀장님, 행사 때 필요한 물건들을 사러 가려고 하는데요. 필요한 것들을 아까 메모해 놓았는데 민수 씨 책상 위에 있을 거예요. 네, 알겠습니다. 그런데 물건들은 바로 행사장으로 가지고 갈까요? 아니요. 행사장 준비가 아직 안 끝났으니까 우선 사무실로 가지고 오는 게 좋을 것 같아요. 다시 들으십시오. 팀장님, 행사 때 필요한 물건들을 사러 가려고 하는데요. 필요한 것들을 아까 메모해 놓았는데 민수 씨 책상 위에 있을 거예요. 네, 알겠습니다. 그런데 물건들은 바로 행사장으로 가지고 갈까요? 아니요. 행사장 준비가 아직 안 끝났으니까 우선 사무실로 가지고 오는 게 좋을 것 같아요. Nhạc chọn là mấy? 4 ạ. 2. 14, 12. 21번. 팀장님, 행사 때 필요한 물건들을 사러 가려고 하는데요. À, tôi định mua những cái đồ mà thì cần thiết cho hen sa trang. À, tôi mua những cái đồ mà sẽ sử Ra dụng sự kiện. à, Ừ, sự sự kiện đấy. kiện.필요한 것들을 아까 메모해 놓았는데 À, những đồ cần thiết vừa rồi là mềm mô hay nói là tê mềm mô ha tả là gì? Là sao? Mới mua những cái đồ ý, tức là mới mua sẵn thì từ mềm mô ha tả, không phải từ mềm mô ha tả, tức là từ gì đã ghi chép sẵn để đấy rồi, từ mềm mô ghi nhớ ghi chép để hết đấy rồi đúng không? Những cái đồ cần thiết mềm đồ ghi nhớ, mô tôi đã ghi nhớ hết vào đây rồi này. mềm Đó. mới nhớ. Minh Su Xi 책상 위에 있을 거예요. Minh sushi làm Minh sao? à, để sách trên à, có Có để gì trên đấy, bàn ấy. cũng nghe nhé. Nghe,있을 거예요. 있을 거예요. 네, 알겠습니다. 그러면 시 책상 위에 있을 거예요. 아, 책상 위에 있을 거예요. Nó sẽ có ở trên gì? Có trên, tức là cái tờ cái mà nó ghi ghi nhớ ghi chép bây giờ nó sẽ có trên bàn đấy.네, 알겠습니다. 그럼 tôi biết rồi. 그럼. 그런데 물건들은 바로 행사장으로 가지고 갈까요? 그 những đồ vật đấy thì mình mang luôn đến thì 바로 행사장에 thì 가져올 올 거예요. Tức là mình sẽ mang đến cái sân sự kiện đấy luôn chứ. Sự kiện. 아니요. không. 행사장 준비가 아직 안 끝났으니까. Không, sân sự kiện vẫn thì chuẩn bị Đã chuẩn bị à, hết. à chị ảnh Yeah. thì ta vẫn chưa xong đúng không? Chuẩn bị sân sự kiện vẫn chưa xong. 우선 사무실로 가지고 오는 게 좋을 것 같아요. À, trước tiên bạn cứ mang gì, mang đi về đâu, mang đi đến đâu trước? Samushilo cà cho muốn đến cái chỗ chỗ gọi thẻ Văn phòng. à, cứ mang đến văn Văn phòng thẻ tốt hơn đúng không? Đó tiếp cận được mấy hai. à, phải là hai, còn cái ba là gì đấy? Đã để đồ vật, đã để đồ vật đâu, nó để cái tờ ghi ghi chép thôi đúng không? À, phải là số 2. Tiếp là 35. Nga. Ngay ai này? Nga đúng không? Em ạ. Thì đấy, người con gái đã gì thốn nơi ra để làm. Tiền. Đã tìm Kiếm được. tiền. À, đã tìm được tiền. Hoặc là đã rút được tiền. Cái từ chát tà là Đúng rồi. tiền. Đã rút được Rút tiền. rút tiền thì hợp lý hơn đấy này. Rút tiền đúng không? Tiếp, người con trai thì bây giờ đang ở phần hèn. Ngân hàng. À, đang ở ngân hàng. Rồi tiếp, người con gái thì Người con gái định định đi đi đến à, ngân hàng ạ. dự định đi đến ngân hàng. Tiếp, người con trai
Người con trai họ không Không biết biết đi đường. đường đến ngân hàng ạ. À, người con trai không biết đường đi đến ngân hàng. Rồi. Hàn국어를 공부해요? 네. 정답은 4번입니다. 17번. 17번. 돈을 찾으려고 하는데 근처에 은행이 있어요? 네, 이쪽으로 쭉 가면 있어요. 다시 들으십시오. 돈을 찾으려고 하는데 근처에 은행이 있어요? 네, 이쪽으로 쭉 가면 있어요. 3 Dạ. 3 định đi đến ngân hàng. Da시 들으십시오. 정답은 4번입니다. 17번. 돈을 찾으려고 하는데 Tôi đang định rút rút tiền đúng không? rút tiền.근처에 은행이 있어요? Gần đây Đây có cái ngân gần hàng không? là gần Không. đây có ngân hàng không? Nè, Dạ. 이쪽으로 쭉 가면, à bạn cứ đi chu cảm nhận, tức là đi Bạn thẳng đi đúng không? thẳng. Đi thẳng đi miết trên con đường này, phía đằng này Chưa sợ thẳng. thì sợ thì sẽ có Thì đúng sẽ không? có. Đúng. 다시 들으십시오. 돈을 찾으려고 하는데 근처에 은행이 있어요? 네, 이쪽으로 쭉 가면 있어요. Rồi. Tiếp 18. Người Nào. con gái Người con gái đang đang làm việc việc ở ở bảo ở tàng viện mỹ bảo thuật. tàng mỹ thuật. Viện bảo tàng mỹ thuật. Tiếp người con trai đang Người con trai đang ngắm cảnh ở ngắm trong mình viện bảo trong tàng. của bảo tàng. Tiếp người con trai định Con đi tá người con trai định mượn mượn đây ở định mượn mượn máy tranh ảnh à, định mượn mượn máy tranh ảnh đây là máy ảnh sao máy ảnh chọn à, định mượn mượn máy máy ảnh à, mượn máy ảnh của ở bạn đi gái. ở của bạn gái. Tiếp người con trai Người à, con trai mang từ à chị cô Euro là mang theo cái gì Euro nhỉ? à Từ cô trước mang mang theo theo máy máy ảnh ảnh đến viện rồi bảo đi tàng mỹ à, thuật. rồi đi vào trong viện bảo tàng đó. Từ đó là đi về không này? Từ đó ca tá cả chi cô là Ừ. mang theo mang cái máy ảnh rồi đi vào trong viện bảo tàng mỹ thuật. Chưa. Yeah. 18번. 18번. 손님, 미술관으로 사진기를 가지고 들어오시면 안 됩니다. 몰랐어요. 죄송해요. 그럼 이 사진기는 어떻게 할까요? 입구에 사진기 맡기는 곳이 있습니다. 다시 들으십시오. 손님, 미술관으로 사진기를 가지고 들어오시면 안 됩니다. 몰랐어요. 죄송해요. 그럼 이 사진기는 어떻게 할까요? 입구에 사진기 맡기는 곳이 있습니다. Đàn bà. Ba. À. À, cái gì? Ừ. À, xem. Đàn bốn thầy ạ. Quan으로 사진기 Bạn đang bốn.
Na chọn mấy? Bốn. Em chọn bốn. Không nhắc hề, không hề nhắc đến mượn luôn đấy. 18번. 손님, 미술관으로 사진기를 가지고 들어오시면 안 됩니다. 안 안 được kiểu này, gì không được mang cái máy ảnh vào không trong được mang máy ảnh phòng viện xong bảo tàng thật đâu đúng không? Oh, muốn lát sợ Ô, một lát không biết. tôi không biết. Ồ, oh, Chính chế xong nghèo. xin K럼 이 사진기는 어떻게 할까요? vậy cái máy này Sao thì chị? học tập kia hay cái họ thì phải làm sao đây? 입구에 사진기 맡기는 곳이 Tức là gì ở có một cái nơi ở cái chỗ ngay cửa cửa vào đấy Đúng rồi. là thì nó có đấy nó có Có. Hãy 들으십시오. nhưng lại. 손님, 미술관으로 사진기를 가지고 들어오시면 안 됩니다. 몰랐어요. 죄송해요. 그럼 이 사진기는 어떻게 할까요? 입구에 사진기 맡기는 곳이 있습니다. Con số 4. 4. 4 ạ. Người con gái đã Bạn mang gái định mang đi nhưng bạn trai bảo là không được ấy. đã mang Là vào trong đã. mang vào chưa nhỉ? Là đã. Nó chuẩn bị ở ngoài cửa à, nó mang vào rồi sau bắt đầu nó bắt mang ra ngoài à? Nó như nào? Nó nào? 관으로 사진기를 가지고 들어오시면 안 됩니다. Đấy. Thế là kiểu không được mang vào thì có thể dùng ngoài cửa ấy. Mulasa. Tôi không biết.죄송해요. Xin lỗi. 그럼 이 사진기는 어떻게 할까요? Vậy mẹ Được, mẹ cái đặt máy ở ảnh đấy. này như Quê thế nào? saji ki mat kinen Tức là ở lúc cửa vào nó có cái chỗ thì giao giao cho ý là giao cho cái mẻ này đấy, tức là ở trong này có cái chỗ bảo quản đấy, bảo quản cái mẻ này đúng không? Isimida. Đó, hết. Thế vậy phải là ngón gái đã mang đã đi vào trình. Có mấy nhỉ? Biết là vào chưa? Người con gái đang làm trong này thì đây là thằng con trai mới là người đang làm chứ nhỉ? Hay là không? Vâng. Ồ, thì trai này. Xong rồi người Không con biết được. trai thì đang ngắm cảnh ở trong này. Người con trai mượn máy ảnh từ ngón gái cũng không mượn. Không. Làm gì cũng không mượn đáp án nhỉ? Thế thì chỉ, nếu như thế chỉ có số 4 thôi đúng không? Em Chắc đúng rồi. nó đã vào đâu đúng không? Tức là chắc Vâng. nó trong cái bối cảnh là lỡ mang vào rồi thì thằng kia nó thấy bảo là à, không được mang vào đây, mày mang ra đi, mang ra ngoài cửa, tại vì nó có từ ịp cu ấy, tức là à, ở ngoài cửa vào cái kia đúng không, cái chỗ cửa vào nó có cái chỗ bảo quản cái đấy đấy, mày ra đây mày gửi ở đấy đúng không, ý là như thế. Thế chắc chỉ còn là số 4 thôi. Số 19 Hương à, người con gái làm sao đây? Không, Con gái không làm việc vào thứ bảy ạ. không có cái việc để làm vào thứ bảy, Không 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 việc à sẽ làm làm. đúng không? À, tiếp người con trai màn thứ đó không Làm bánh trai là bánh rồi tiếp đã làm bánh rồi đã trực tiếp làm bánh mì rồi rồi ăn tiếp ăn người con gái chỗ ăn mì đá thích à, người con gái rất là thích việc cái việc làm gì bánh mì thích việc à, làm bánh mì và dân rất thích cái việc làm bánh mì. Tiếp người con làm cha người con trai cũng gì đây người mà con trai làm bánh mì à, cùng làm bánh mì cùng với làm người bánh mì con cùng với bạn gái. là người con gái. Rồi, nghe nào. 다시 들으십시오. 손님, 미술관으로 사진기를 가지고 들어오시면 안 됩니다. 오, 몰랐어요. 그 죄송해요. 그럼 다음 이 사진기는 어떻게 할까요? 후에 사진기 맡기는 곳이 있습니다. 18 18 á. là nghe Con lại đó xa chim ngay vừa mới nó nó đang nghe lại một lần nghe nữa. chậm. Cái này nó đang đợi luôn Con nữa, sao nó nghe một lượt đúng thôi không? tua đi thầy trả lời thôi rút ngắn thời gian Đây là đây. chị vội thế dù sao mình làm rồi mà eo ơi mấy nay bận thật đấy cứ đi đi lại lại mất nửa tháng nay không học hành cái gì quên hết cả sự đời này.
19번. 19번. 유미 씨는 요즘 주말에도 바쁜 것 같아요. 네, 좀 바빠요. 토요일마다 빵 만드는 걸 배우고 있어서요. 빵을 직접 만들어요? 재미있겠네요. 정말 재미있어요. 만드는 방법도 생각보다 어렵지 않고요. 다시 들으십시오. 유미 씨는 요즘 주말에도 바쁜 것 같아요. 네, 좀 바빠요. 토요일마다 빵 만드는 걸 배우고 있어서요. 빵을 직접 만들어요? 재미있겠네요. 정말 재미있어요. 만드는 방법도 생각보다 어렵지 않고요. 마. 마이 ba 나. việt nam bánh mì배우고 있어. 19번. 유미 씨는 요즘 주말에도 바쁜 것 같아요. dạo này bạn buổi tối có vẻ là Này bạn có baptism thể bạn của bạn có vẻ bận thế. cuối tuần chứ em? Thế Mà chung rồi. baptism. Vâng, tôi cũng vậy. Tôi bận cuối tuần. Toyota bang mang girl peo gối sasayo. Tại vì thứ bảy tôi cũng đang Thứ về. bảy, mỗi thứ bảy tôi À, đang học tôi đang học làm bánh. làm bánh mì. 빵을 직접 만들어요? À, bạn trực Bạn tiếp làm trực tiếp làm cái bánh mì à? bánh mì á?재미있겠네요. 재미있겠네요. Chắc Chắc là là thú vị lắm. lắm đây. Chắc là thú vị. Chắc là thú vị Chồng đây. mê chế mi sợ. À, mai Vâng, thật sự thú vị. thực sự là thú vị. 만드는 방법도 생각보다 어렵지 않고요. À, phương pháp làm là sao? Nó không gì phương pháp làm nó không Khó. thú vị và so với suy nghĩ nó sẽ gấp của họ có đọc giả nè phải chọn được câu của bạn đúng không? 다시 들으십시오. 유미 씨는 요즘 주말에도 바쁜 것 같아요. 네, 좀 바빠요. 토요일마다 빵 만드는 걸 배우고 있어서요. 빵을 직접 만들어요? 재미있겠네요. 정말 재미있어요. 만드는 방법도 생각보다 어렵지 않고요. Rồi, ok, chọn được câu. Mà 20, Hương, người con trai. Bây giờ. người con trai bây giờ hiện đang ở nhà. À, đang ở nhà. Tiếp, người con trai. Người con gái cần cần cái gì đấy cho Tài cuộc họp, liệu, cái gì đấy là phải họ, tài tài liệu. liệu. Người con gái đã gọi là Người con gái đã liên lạc, liên lạc cho với cho thả đơn xa đạo người khác, người khác. cho người khác. Rồi tiếp, người con trai Người đã con trai đã gửi gửi tài liệu, tài liệu gửi tài liệu cuộc họp cho người con gái. cho người con gái. (20번) 여보세요? 민우 씨, 밤늦게 죄송한데요. 회의 자료 좀 이메일로 보내줄 수 있어요? 아, 제가 지금 밖에 있는데요. 집에 가서
바로 보내드릴게요. 바쁘시면 다른 분께 부탁해 볼게요. 아니에요. 지금 집에 가고 있어요. 다시 들으십시오. 여보세요? 민우 씨, 밤늦게 죄송한데요. 회의 자료 좀 이메일로 보내줄 수 있어요? 아, 제가 지금 밖에 있는데요. 집에 가서 바로 보내드릴게요. 바쁘시면 다른 분께 부탁해 볼게요. 아니에요. 지금 집에 가고 있어요. 잠깐만. 네. 하이. 잠깐 달려. 회의 자료 좀. 하셨나요? 20번. 여보세요? 민우 씨. 밤늦게 죄송한데요. 알로 gì? Vì đêm muộn rồi nhưng tôi thực sự xin lỗi này.회의 자료 좀 이메일로 보내줄 수 있어요? Bạn có thể gì? Gửi tài Gửi. liệu qua email boarding. Chúng tôi sẽ đấy mà có thể gửi tài liệu qua mail được tội cho tôi được không? Đúng không? À, 제가 지금 밖에 있는데요. Nhưng mà bây giờ tôi đang ở thực Ừ. tế, tôi đang ở bên ngoài. Bên ngoài.집에 가서 바로 보내드릴게요. tôi đi về nhà rồi tôi sẽ alo boarding, tôi sẽ gửi cho bạn luôn. Baptism은 다른 분께 부탁해 볼게요. À, tôi cũng thì định nhờ bạn một cái việc việc khác nữa. 아니에요. 지금 집에 가고 있어요. À không, Bây giờ tôi đang đi về nhà. ý nó bảo là cái thằng kia làm bạn bạn cũng làm cả việc khác nữa đúng không hay gì đấy. Tức là không, bây giờ tôi cũng đang đi về nhà này. Đang đi về nhà. Nghe 다시 lại.들으십시오. Nghe lại cái đoạn cuối đi. 여보세요? 민우 씨, 밤늦게 죄송한데요. 회의 자료 좀 이메일로 보내줄 수 있어요? 아, 제가 지금 밖에 있는데요. 집에 가서 바로 보내드릴게요. 바쁘시면 다른 분께 부탁해 볼게요. 아니에요. 지금 집에 가고 있어요. 이게 괜찮은 mấy? Con gái cần tài liệu họp. Anh thấy rồi. Số 1 là con trai bây giờ ở nhà, sai con gái đã liên lạc cho người khác, sai người con trai đã gửi tài liệu cho Số người gái, chưa gửi đúng không? dạ, Số tôi 2. gửi ạ. Rồi ok, tiếp. Nga có 21, người con gái làm sao đấy? Thuê sai ý đi. Tức là cái gì? Việc của công công ty đã gì? À, gọi là gì? Chúng ta Kết đã thúc sớm á. kết thúc sớm, rồi tiếp. Người con gái muốn thì đã xin cho hai. Xin cho hai tài là gì? Muốn gọi là Đăng đăng ký ký kèo quân hộ hộ chiếu, muốn đăng ký hộ chiếu. chiếu Người con trai không biết gì cột, không biết cái nơi, mà không biết cái nơi đăng đăng để ký đăng ký hộ chiếu. hộ chiếu Và người con trai thì đăng ký hộ chiếu trên chiếu trên trên internet. trên mạng. Ôi cha mẹ hơi ồn.21번. 여권을 만들어야 하는데요.
회사 일이 늦게 끝나서 갈 시간이 없어요. 요즘은 주말에도 여권을 신청할 수 있는 곳이 있어요. 저도 주말에 거기 가서 여권을 만들었어요. 그래요? 어디로 가면 돼요? 만들어주는 데가 여러 곳 있어요. 인터넷에서 찾아보고 가까운 곳으로 가세요. 다시 들으십시오. 여권을 만들어야 하는데요. 회사 일이 늦게 끝나서 갈 시간이 없어요. 요즘은 주말에도 여권을 신청할 수 있는 곳이 있어요. 저도 주말에 거기 가서 여권을 만들었어요. 그래요? 어디로 가면 돼요? 만들어주는 데가 여러 곳 있어요. 인터넷에서 찾아보고 가까운 곳으로 가세요. 답안 하요. 2022là muốn đăng ký hộ chiếu. 권을 만들었어. 짠. 뭔가. 잠깐만. 어이, 어이. 나 ổn 오네, 딱 띵해. 오네, 마이 후보 오네, 딱 21번. 띵해. 아, 미안해. 여권을 만들어야 하는데요. 아, 네. 또 phải làm hộ chiếu. 어디요? 회사 일이 늦게 끝나서 À, công ty thì làm sao? về, À, về muộn. rồi tôi kết thúc là công ty muộn làm việc Cái시간이 없어요. lên tôi khai sinh ra nhọc Không, sẽ tôi không có không có thời gian. không có thời gian đi khai sinh ra nhọc sẽ 요즘은 주말에도 여권을 신청할 수 있는 곳이 있어요. 아, dạo này có những cái nơi mà Dạo đang này bỏ tí à, cuối tuần là rồi cuối có thể tuần. đăng ký được online đúng không? Chỗ đó À,주말에 cuối tuần거기 không? 가서 여권을 만들었어요. À, lên là đi Tôi đi cũng. là đi lên cuối tuần và rồi làm hộ chiếu đây. 그래요? Vậy어디로 à? 가면 돼요? Vậy à, thế đi đâu Một thì tí tốt đây? ở đâu? Manđuro chunun dega yoro gót isseoyo. Cái nơi mà làm cho đấy cái yoro code isseoyo có Được, nhiều được, nơi được. không? Ừ. Ở trong này được Internet에서 không?찾아보고 bạn hãy thử tìm Không được. thêm Được làm tìm xem. ở trên Đâu này. un gusro gaseyo. Hãy đi đến cái nơi gần gần ấy. 다시 들으십시오. 여권을 만들어야 하는데요. 회사 일이 늦게 끝나서 갈 시간이 없어요. 요즘은 주말에도 여권을 신청할 수 있는 곳이 있어요. 저도 주말에 거기 가서 여권을 만들었어요. 그래요? 어디로 가면 돼요? 만들어주는 데가 여러 곳 있어요. 인터넷에서 찾아보고 가까운 곳으로 가세요. Rồi, ok. Đó, bạn là số mấy? Số 2, chắc chắn đúng không? Số 2 ạ. Rồi, ok. Rồi, đó, xong phần nghe để quay code và chạy sang phần đọc cho xem. Đang 90 này. Lần ra là Ừ. Đây. Bắt đầu câu 57 năm 58 bảy năm bảy rồi dạng 57 58 này chúng ta yêu cầu nó là thì hãy điền, tức là nó sẽ cho những cái câu là Canada để lẫn lộn với nhau, thì bây giờ mình làm để sắp sắp xếp xếp theo thứ lại. theo và đúng theo thì đúng theo thứ tự là được đúng không? Đó. Thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy đáp án 1 với 2 nó đang bắt đầu bằng cái chữ gì? Chữ K. Ha và Và 3 với 4 nó bắt đầu bằng chữ
chữ na, được chưa? Thì đây bây giờ chúng ta sẽ có, thường là nó sẽ có nhiều cách để mình nhận biết xem câu nào đứng đầu lắm, nhưng mà bình thường trong cái câu này chúng ta nhìn thấy là gì, nó đang phải dựa theo, tức là một là dựa theo biểu hiện ngữ pháp, thứ hai là dựa theo ngữ nghĩa. Thứ hai câu này thầy thầy đang phải dựa theo ngữ nghĩa này, thì đầu tiên mình sẽ phải dịch cái câu ca trước, đúng không? Câu ca này trước để xem cái nghĩa nó bao quát thì mình sẽ cho đứng đầu. Thì ở đây nó bảo là gì đấy, xe soga sa phô, tức là gì, rau của nó Rau thì rẻ đã bán rẻ và tốt, cho nên rất đã mua nhiều. nhiều. Sau bắt đầu số số 2 là gì, cuối tuần trước Tôi thì tôi đã đi chợ sẽ để đi chợ để mua mua rau. rau. Vậy cái câu nào sẽ là cái câu đứng trước? Cái câu này, hai câu này là hai câu đang Không con ạ. rồi hai câu này là hai câu đang thứ tự thời gian, tức là đầu tiên nó phải đi chợ xong, nó đi chợ xong thì nó thấy gì, thấy rau rẻ về ấy, thì Rau, rau rẻ mua thì mua nhiều, đúng không? nhiều. Thì vậy cái hành động ca này nó phải đi sau nhé, nó là hành động đi sau, thì chúng ta loại được câu 3 và 4, được chưa? Thì bắt đầu chúng ta thử sẽ đi theo câu, à đâu, loại được câu 1 và 2 chứ. Đâu lại có một À, câu được hai câu 1 và câu 2, đúng không? Sau chúng ta thử đi dịch số 3 nhé. Số 3 đấy, tuần tuần trước thì tôi đã đi gì, đi chợ à để chu môn ninh mua rau, xong rồi ca. Ca nó bảo là tệ, mua rau tôi thấy à. rau nó rẻ tốt, tôi đã mua nhiều. Sau Nhiều ra, ra thì nó bảo là gì? Cái bà chủ, đúng không? À, Chumani, cái bà chủ của xin cái cửa hàng rau đấy thì đã cho tôi thêm em than ca là một một quả cà, cho thêm một chua. quả cà chua, đúng không? Sau đến ta, sau rồi cái thì vì vì cái quả cà chua mà cái bà chủ đấy đã cho tôi, nên tôi Cho tâm tôi. trạng là rất là tâm trạng là rất là vui đó. Vậy là chúng ta chọn được câu 3. Chúng ta để ý nhé, nó có sự liên kết với nhau nhé. Đầu tiên này, cái từ na, khi mà chọn được từ na rồi, đúng không, chúng ta đọc sang cái ca. Khi đọc sang cái ca thì nó thấy nhân na với ca nó đang có sự liên kết với nhau bởi cái từ từ che xô đấy, tức là thường ở câu câu trước nó nhắc nhắc rồi, sau câu câu sau nó thường nó nhắc lại cái danh từ đấy để chúng ta có sự liên kết đấy. Thì đấy cũng là một cái mà chúng ta cần chú ý này. Sau tiếp theo cái ra, và sau cái ra nó nói đến bà chủ, đúng không? Cái bà chủ này thế này, sau bắt đầu từ bà chủ sang ta ấy, nó cũng lại nhắc lại cái bà chủ nữa, thì tức là hai cái câu này thường nó hay là hai câu gì, nó sẽ Đứng liên cùng nhau. và nó dính vào nhau, nó liền với nhau đấy. Nhiều khi mình không không tìm được hai câu khác là dính vào nhau, nhưng mình khẳng định được là hai câu nào đó nó vẫn nhất định phải đi với nhau, thì trong các câu khác chỉ có câu đấy đi với nhau thì mình chọn câu đấy thì khả năng đúng nó cũng cao nhé. Nói chung là mấy cái này mình phải làm nhiều để mình lấy được nhiều kinh nghiệm ấy, để sau rồi mình sẽ có những cái mình nhận biết nó dễ dàng đó. Rồi nào, tiếp với câu 58. Đầu tiên chúng ta thì ca này, ca và ra, đúng không? Ca và ra đó, ca và ra, thầy sẽ loại luôn được cái ra. Tại sao thầy lại loại được cái ra, biết vì sao Câu, câu câu ca là có chủ ngữ không? Phải, nó có cái từ iroke này này. Iroke tức là gì, cái tiền mà à được kiếm như thế này, tức là cái câu đầu tiên tự dưng kiếm như thế này là như thế nào, tôi chưa nhắc gì cả mà tự dưng nói như thế này thì ai mà hiểu được, đúng không? Cho nên những cái câu mà nó có từ i, cái từ i iroke này, nó có những từ iroke mà thuộc trong câu này, iroke tức là nhé. I rót kế, cừ rót kế, hoặc là chó rót kế, hoặc là y cư chò đấy, vân vân. Những cái cái này cái kia cái đó đúng rồi, những cái y cư chò này này thì chúng ta sẽ không không gì không đứng không không đứng đầu luôn nhé, loại luôn nhé, không đứng đứng đầu đoạn văn, không đứng đầu đoạn văn, nên là chúng ta thấy cái biểu hiện đấy là chúng ta loại luôn cái câu để cho thầy. Thì chúng ta sẽ loại được cái câu 3 và 4, chúng ta bắt đầu đi theo số 1 nhá. Là ở đâu đấy? Là ai nhỉ? Nga, Nga gì? Tại Nam Cực ấy nên là gì? Ở đâu? Ở Nam. Nam Cực là Nam ở cực, Nam Cực. Nam Ở cực Nam Cực thì nó có một cái có gì? Cái cúc. bưu điện chim cánh cụt. Rồi một bưu điện chim cánh cụt, cho đến cái ta. Do khi hề so nên tức là ở ở đây, đúng không? Ở đây thì dịch đâu, từ đâu đấy? Người ta sẽ gửi thì đây, từ người ta sẽ gửi cho đi Người ta trên sẽ cái cho cái gì? Thần xe ghê rồi. Ý người ta sẽ gửi ra ngoại ra vì người ta sẽ gửi sao trên khắp toàn thế thế giới, giới trên toàn thế và giới thế giới về những cái bức thư về mà cái bức thư mà khách du lịch viết ạ. mà khách du lịch đã viết, đúng không? Sau tiếp đến cái na, hơn nữa ở đâu, u trên quốc tế cho nên ở trong cái gì, ở trong cái bưu điện Trong này cái thư viện này người ta cũng đi thăm gì đã, người ta bán nhiều cái kỷ cái bán đồ vật quà lưu kỷ niệm, niệm, cũng quà bán lưu những niệm, đồ lưu niệm, quà cái con lưu chưa niệm, cánh cụt, tôn nhiều chim đó cánh cái cụt chữ là nhiều 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 loại, là nhiều nhiều loại, nhiều loại. người ta cũng bán nhiều loại là cái đồ kỷ niệm con chim cánh cụt. Sau đấy cái ra, ở đây là cái tiền, thì cái tiền là cái tiền mà được kiếm như thế này ở tại cái gì,
ở tại cái bưu điện này Bưu điện thì người ta sẽ gì để sao sử là sử dụng sử dụng để vì cái con gì đấy, cho sử dụng vì cái con chim cánh cụt của của Nam Cực. Nam Cực đó. Thế mình chọn là số 1 luôn, tại vì chúng ta nhìn nhá, cái ca với ta, đâu ca đây, à ca với ta thì ở đây nó có sự liên kết với nhau không, tức là nó đang bảo ở Nam Cực nó có một cái bưu điện đúng không, sau nó ở đây, ở đây tức là nó không muốn nhắc lại cái gì cái bưu điện này nữa đúng không, thì ở đây nó có những cái gửi thư cho các mọi người như này. Sau đến cái na thì nó bảo hơn nữa ở bưu điện này lại có một cái đồ kỷ đồ những cái đồ kỷ niệm như này, nó cũng bán cái đồ kỷ niệm như này đúng không. Xong cái ra thì nó bảo cái tiền mà được kiếm như này, tiền được kiếm như này là tiền kiếm từ cái việc gì, bán đồ lưu niệm Bán đúng không, rồi tiền bán từ cái đồ lưu niệm này đấy, thì cái tiền này thì lại được sử dụng để gì, dành cho cái con chim cánh cụt của Nam Cực này chương trình của đó, Nam Cực. cho nên chúng ta mới chọn được số 1 đấy, nó có sự liên kết với nhau bởi những cái đấy đó. Chúng ta cứ đọc vào ta thấy có sự liên kết là chắc chắn chúng ta sẽ chọn được đúng. Tương tự như bên dưới cũng thế, về nhà mọi người chuẩn bị trước vào đấy, ngày mai học, ngày mai Em đi học xem nào, 2 đến 3 giờ, chắc vẫn học được 2 đến 3 giờ nhá, mai học 2 đến 3 giờ. Rồi mai vẫn học giờ này được, ok hôm chứ, nào hay không? Học muộn hơn một tí được không thầy? muộn hơn là mấy giờ, 3 giờ, 3 giờ ạ. thầy bị trùng với cái lịch của lớp khác rồi, cái lớp đấy nó cố định 3 giờ đến 4 giờ từ thứ bảy chủ nhật cuối tuần của thầy rồi, sao Vâng. bận bận gì ạ à? Là em phải một chút thương ra em sắp xếp được. Hương đang ở đâu Hương? Em đang ở Mễ Trì. Mễ Trì à? Chị đang ở Đại Mỗ. À, chú thầy mua cho Hương pin smart đấy à? Em chào Ra thầy. Bao giờ. Xem để thầy đổi được với lớp kia xong thầy báo lại cho nhá. Vâng. Quên xin người ta.